SL 1617 là một màu hồng gỗ mà mình thấy mọi người rất là quan tâm. Thế nên là mình cũng có thử đi tìm bản đúc của nó xem sao. Hai cây mà mình dùng để so sánh ngày hôm nay thì đều là của Perfect Diary. Nói chung là trên tay thì nó sẽ có khác nhau, nhưng mà lên môi thì mình thấy khá giống. Trong video thì mình đều quay màu son sau 30 giây không bặm. Nói chung khi mà mình dùng son bóng thì một cái tips nho nhỏ đấy là mình không nên bặm son quá nhiều, nếu không thì lớp bóng nó sẽ không đẹp. Đặt cạnh nhau thì có vẻ YSL là nhiều đất nhất, tuy nhiên khi lên môi thì ba cây này phải giống nhau đến 95%. Ngoài màu son thì mình thấy chất son của ba cây cũng khá là tương đương, nó không quá bóng như nhiều dòng son Hàn khác như là Muji hay là Roman ấy. Lớp bóng thì cũng không giữ được lâu, khoảng 30 phút sau là đã không thấy nó đẹp như lúc đầu nữa rồi. Thế nên nếu mà thích cái màu này thì mọi người có thể tham khảo hai cây sau, chứ YSL thì có vẻ sẽ hơi đắt một chút. Và trong cả ba cây này thì đều có ánh tím, nhất là sau khi mà trôi cái lớp bóng đi thì lớp tím nó sẽ hiện ra khá là rõ. Và tất nhiên nó có thể khiến da và men răng mình bị xỉn nữa, thế nên là đây là một điểm khá đáng lưu ý. Tuy YSL là cây son đắt nhất nhưng mà mình thích Perfect Diary màu H15 hơn, bởi vì nó dễ dùng hơn và có một xíu siêu đỏ trong đấy. Cả ba cây thì lên màu rất là tốt, tuy nhiên cái lớp bóng thì nó không phải là dạng trong trẻo như cây Roman Glossing Water Tint đâu. Hai cây mà mình dùng để so sánh với YSL thì đều là của Perfect Diary, tuy là nó khác dòng và mình mua ở trên Shopee Mall. Mua ở đấy thì mình sẽ được gửi trực tiếp từ bên hãng và mình sẽ mất khoảng 7 ngày, cũng khá là nhanh cho một món hàng gửi từ bên Trung. Và đặc biệt nó rất là hay sale, thế nên mình không việc gì phải mua cái giá gốc đâu mọi người ạ. Cuối video thì mình có để cái màu son sau 30 phút của cây Pink Bear và mọi người thấy là nó cũng không được xinh đẹp cho lắm. Cái lớp tin đấy nó sẽ khô se trên môi và có thể khiến môi mình bị khô rõ luôn. Tuy nhiên nếu không ngại thì mình cũng có thể thử, bởi vì khi mà mới đánh lên thì nó cũng rất là đẹp. Cả ba cây này thì mình thấy những bạn nào có da trắng sáng trở lên thì dùng sẽ ok hơn, nếu không thì nó sẽ hơi bị xỉn da mình đấy.